Làm em mặc nó khoảng 52 kg. Thấy không? Lên lai vậy thôi. Nhìn trong máy tính thấy vậy? Thấy rõ không? Hello, hello mọi người. Chào mấy trái nha. Bắt đầu chia sẻ đi, chia sẻ hôm nay tặng cái gì giờ? Máy làm tặng làm. Máy làm tặng làm. Ơ chưa có trội, làm gì xả Nguyên Quỳnh ơi. Rồi nha. Mọi người chia sẻ, ai chia sẻ nhiều nhất? Ai chia sẻ nhiều nhất mà like ngày hôm nay á, xong chụp hình inbox cho em á, là chia sẻ bao nhiêu nhóm tặng cái đầm ren này nha. Tặng cái đầm ren trắng này nha. Đây, đây, đây. Ha, rồi bắt đầu chia sẻ cho em đi, chia sẻ cho em nhiều 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 nhóm đi nha, tặng tặng được cái chân váy đó nha. Trời ơi, đừng có bình luận nữa. Sao chị? Không có bình luận nữa. Rồi chia sẻ đi. Hôm nay em bán đầm đầm váy em đang mặc đồng giá luôn nha. Rồi ai chia sẻ nhiều nhất thì tặng cái đầm ren này. Cái đầm ren này là tay cánh tiên, đầm ren này là cỡ khoảng 55 kg trở xuống nha. Cái đầm tặng này 55 kg trở xuống mặc đẹp nha. Tặng với điều kiện là chia sẻ bao nhiêu nhóm á, thì chụp màn hình inbox cho em là chia sẻ bao nhiêu nhóm nha. 30-40 nhóm gì đó nghe mọi người. Rồi ok nghe Quyền Quỳnh. Bắt đầu chia sẻ đi mấy chế. Hôm nay bán đầm này nha. Hôm nay bán đầm em đang mặc. Đầm em đang mặc nha. Đầm em đang mặc là đồng giá 119 đi Ngọc. Chào Bảo Duyên nha em. Chào Bảo Duyên, chia sẻ bài. Chia sẻ bài đi mấy chị ơi. Chia sẻ bài đi. Chào Quỳnh Như, chào Nguyễn Quỳnh Như nha em. Chào Trái Niệm Lam. Trong nhóm hả? Làm gì? Đầm em đang mặc đồng giá 119.000 nha. Nhiều lắm nha mấy chị. Đầm ren đi ha. Đầm ren, chị ghi đầm ren đồng giá 119 nha. Đầm đồng giá 119 hết luôn đi, bán nhanh đi mấy chị ơi. Hôm nay lên trễ, mạng nó bị gì á, lên hoài nãy giờ lên không được nên nay em lên trễ nha. Trời đất ơi. Chia sẻ đi mấy chị ơi, bắt đầu chia sẻ đi mấy chị ơi. Chia sẻ đặng tặng cái đầm đó ơi. Gấp quá, không có chuẩn bị gì hết trơn trời. Ai chia sẻ bao nhiêu nhóm là nhớ ghi giùm em bao nhiêu nhóm nha. Rồi ai thích cái đầm em đang mặc thì comment với em đầm đang mặc hay đầm đang mặc có hai màu nha. Màu trắng em đang mặc với này là màu đỏ nè, y chang như vậy luôn màu đỏ nha. Lấy thì comment giùm em mà đầm đang mặc nha. Còn 119.000 thôi, cái đầm này có khoảng 52 kg trở xuống mặc đẹp nha. 52 kg thôi nha. Mấy cái đầm thiết kế này là form nhỏ nha mấy chị, nó không có to đâu nha. Đầm thiết kế này là form nhỏ. Ở tất cả ở trong đều có mút ngực hết á. Mới sọt vô đó chị Mai Trinh ơi. Mới sọt vô đôi bông tai luôn. Rồi cảm ơn Đặng Loan nha, ai đã chia sẻ thì em cảm ơn nhiều nha. Ủa quá, chia sẻ nhiều nhớ chụp màn hình inbox em đặng em tặng cái đầm này nha. Ai chia sẻ nhiều nhóm nhất em sẽ tặng cái đầm này nha. Đầm này cũng đầm ren nè, rất là dễ thương ha. Tặng cái đầm này là đầm tặng không có bán nha mấy chị. Đầm tặng không có bán nha. Cứ việc chia sẻ đi em lên 30 view, 30 người xem em bán luôn. Hôm nay em lên chở nha, khoảng 30 người xem em bán luôn nha. Cũng bữa nay có ai muốn mua đầm công sở giống như canh mặt không? Đầm công sở như sắc nách không? Tí bán đầm công sở rẻ luôn nha. Rồi, chế nào đang xem cho xin chấm chấm đi mấy chị ơi. Cho xin chấm chấm đi. Còn ít đầm nó dưới về một mớ đầm mới. Còn ít đầm với về một mớ đầm mới nha. Gần Tết rồi, vô mùa đám cưới rồi. Mua đi mặc mấy cái này mặc đám cưới cực kỳ dễ thương nha mấy chị. Sớm ở Hồ Chí Minh nha Tiến Kim ơi. Ở Hồ Chí Minh có ship code hết em.
đầm rất là rẻ nha. Hôm nay đầm đồng giá 119, 119.000. 119.000 ha. Rồi lên 30 view em bắt đầu bán luôn. Ai chọn đầm của em mặc á thì comment giùm em là đầm mặc nha. Đầm mặc là ha, đầm mặc 52 kg trở xuống mặt đẹp nha. Đầm cá 52 kg. Hôm nay tương lai không được rồi, cái tâm ai về đâu, mạng nó quay trở lại. Rồi bắt đầu nha. Đầm em đang mặc nha, thôi bán luôn đi. Đầm em đang mặc 119.000 nha. Nhớ mấy chị nào chia sẻ thì chụp màn hình cho em bao nhiêu nhóm đằng em tặng cái đầm này nha. Bao nhiêu nhóm đằng em biết em tặng cái đầm này ha. Với điều kiện chụp màn hình bóc cho em nha. Rồi khách nào mua hôm nay thì để lại mã với số điện thoại nè. Rồi ai lấy cái này á, ai lấy cái đầm này thì comment cho em mã 1 nha. Mã 1 nha mấy chị. Đây nó y chang như cái đầm của em mặc vậy đó ha. Ngoài sao nè, xè nè, tùng rất là to ha. Đây mã 1 nha. Một trắng với một đỏ nha. Lấy thì comment một trắng với một đỏ, để lại số điện thoại cho em luôn nha. 119.000. Quá rẻ. Nó là ren nha mấy chị. Nó là ren nha. Quá rẻ rồi. Không có đâu mà mua cái đầm phơm tài như thế này bằng 119.000 hết nha. Cái đó hàng tặng đúng không? Cái trắng nào? Trắng hồi nãy là thằng Nga. Hàng tặng không có mặt chị ơi. Hàng đó em tặng, hàng đó cứ khoảng 55 kg trở xuống đó. 55 kg trở xuống đó là em tặng nha chị. Không có thời gian mặt chị ơi. Không có thời gian đó thằng Nga ơi. Hàng tặng free rồi, với điều kiện là chia sẻ chụp màn hình cho em bao nhiêu nhóm là em tặng free rồi. Tặng không có, không có tốn tiền hết trơn á. Rồi ai lấy cái này mã 1 thì comment giùm em là một trắng với một đỏ nha. Mã 1. Ôi cái đầm này dễ thương lắm luôn rồi mấy chị ơi. Xuất sắc ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em mã 2 nha. Mã 2. Ở trong nó có mút ngực hết nha mấy chị. Mã 2 nè. Ren rất là đẹp nha. Lên trúc với cái 1 nè. Rồi cái 1, 1 trắng 1 đỏ em còn nha. Tiếp tục comment với 1 trắng với 1 đỏ nha. Chào Nguyễn Lan nha em. Rồi cái đầm đỏ này là mã số 2 nha. Mã số 2 này còn có mẫu này, có con cá ở trong có mấy lớp luôn rồi mấy chị. Mấy lớp này mặt nó xòe lắm luôn nha. Mã này là mã số 2 nè. Ren rất là đẹp nha. Tất cả dây kéo luôn làm rất là đẹp. Đây. Rồi mã số 2 nha. Số 2 có một cái màu đỏ thôi. Ủa số 2 còn không ta? Rồi lấy cái này cứ việc comment số 2 cho em đi. Lật thêm một cái số 2 nè. Nó có cái màu trắng nè. Không nhớ nữa, giờ bóc cái này nhớ cái nào. Cái trắng với cái đen. Rồi nha. Cái này không? Chị Mỹ Thu nói gì ta không thấy. Chị Mỹ Thu không thấy chị. Không thấy chị. Rồi ai lấy cái này comment giùm em mã số 2 nha. Mã số 2 119.000. Đầm đen mấy chị ơi. Nhận hàng về còn mới thấy nó đẹp nha. Mấy cái đầm này là form có khoảng 53-54 kg trở xuống thôi nha. 53-54 kg trở xuống là mặt đẹp. Trời ơi nó mấy lớp luôn. Có sai đâu em. Mấy cái này chị đọc số ký cho. Có khoảng 50-40 kg là bận vô tư hết luôn nha. Hôm bữa có mấy chị hỏi mấy cái đầm dạ hộ dài á, nên mai em về lại nha. Về lại được mấy cái thôi. Tay nhanh tay thì comment giùm em là mã này mã số 5 nha. Mã số 5. Đó là một cái đầm dạ hội mã số 5. Cái đầm dạ hội này có khoảng 52 kg trở xuống thôi nha. 52 kg trở xuống mặt đẹp nha. Em có thời gian em thử. Cái đầm này rất là đẹp. Đầm dạ hội này cũng 119.000 nha mấy chị. Đầm này là phông dài nha ha. Phông dài nè. Phan Thanh Trúc hả? Em cứ việc mua tiếp đi cưng. Mua tiếp đi rồi chừng nào mà bên shipper giao á, bên shipper báo tin nhắn của chị là em đã nhận hàng rồi á, thì bên chị bắt đầu ship cái mới. Nhanh lắm. Có khoảng nay mai là em nhận được hàng cái cũ à. Rồi ai lấy cái này comment giùm em mã 5 nha. Mã 5. Một cái đầm dạ hội mã 5 nha mấy chị. Chị nhắn tin đi chị Mỹ Thu. Sao khổ quá trời vậy. Rồi nha, mã số 5 nha. Mã số 5 nha. 119.000. Trời ơi, rẻ thấy mồ. Rẻ thấy mồ rồi. Còn cái này. À cái này cũng là một cái đầm dạ hội nữa nè. Mã số 5 nè. Có mấy mẫu đầm này. Linh Trúc lấy cái 5 kìa. Linh Trúc một cái 5 nè. Linh Trúc khách quen. Rồi ai đang xem cho xin một chấm đi mấy chị ơi. Cái này là phơm nhỏ thôi. Cái cổ nè. Đính hộp rất là đẹp nha mấy chị. Trời ơi. Rồi cái này là phơm suông nha. Cái này có khoảng 52-53 kg trở xuống mặt đẹp nè.
Rồi ai lấy cái này comment giùm em là đỏ suông nha. Đỏ suông rất là đẹp đấy chị ơi. Đỏ suông nè. Đó, mặn vô tay thế này đây ha. Trời ơi, đỏ suông một cái là phi một cái đỏ suông này. Cái trên canh mặt Toán Lê, nó là đầm á Toán Lê ơi, nó không phải zoom đâu. Cái đầm đó là có khoảng 55kg trở xuống mặt đẹp cho bạn Toán Lê. Cái đầm của canh mặt á, đầm của canh mặt 119 luôn nha, đồng giá hết nha mấy chị. Đồng giá, đồng giá. Rồi ai lấy cái suông comment cho em là cái suông nha, đỏ suông nha. 119 đồng giá hết luôn. Trời ơi, mấy cái đầm này ra ngoài làm gì có giá 119 mấy chị ha. Rồi cái ren trắng này, cái ở trên là ren nha, ở dưới là, ở dưới nó là vân lưới nha. Cái đầm này có khoảng 54, mấy cái đầm này là 53-54 cứ trở xuống mặt vừa hết nha. Ai lấy cái này comment giùm em là ren trắng luôn đi. Ren trắng, ren trắng nha. Ở dưới nó cũng làm 2-3 lớp nè mấy chị ha. Đó, ren trắng nha, 119. Hàng thiết kế nha mấy chị ơi, chứ không phải là hàng chợ đâu nha. Trời, còn ai đang xem đúng không vậy? Chị ơi, chị Mỹ Thu á, có gì chị muốn inbox cho em gì bên em, bên em trả lời cho chị. Nhiều khi coi like rồi không nhớ chị ơi. Chị khi coi like rồi cái quấn cái A. Cái trắng này là có cái đen luôn nha. Rồi ai lấy cái đen trắng thì comment đen trắng. Ai lấy đen đen thì comment giùm em là đen đen nha. Đen đen. Hôm nay giờ này lên trễ không thấy khách luôn, không thấy quen luôn ha. Đen đen đây. Mấy cái đen đen này thì phân to hơn nè, có khoảng 55kg trở xuống mặt đẹp nè. Ren đen nha mấy chị. Có cái nào 58kg hơn, nhỏ lì 58kg không có nhỏ lì ơi. 58kg không có, em mua mấy đầm thiết kế thường thường 55kg trở xuống thôi. Mấy đầm thiết kế này nó thơm trung bình. Thơm trung bình luôn nha. Rồi, đen. Cái này là một cái nơ nè. Ai lấy cái nơ thì comment giùm em rõ là nơ nha. Nơ nha. Đây. Đúng rồi, giờ mới lên tại Bích Huyền ơi, tại vì mảng nó, em nó bị tuổi hết chưa. Rồi tí nữa cho xem nha, Toán Lê tí nữa cho xem cái đầm canh nha. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em nơ nha. Em có màu này là màu kem nè, màu kem với màu trắng nha. Phơm này có khoảng 54kg trở xuống thôi nha, 54kg thôi nha mấy chị. 54-55 nhất nhất chút xíu nha. Ở trong được có mút ngực hết nha mấy chị. Có mút ngực tất cả. Đây cái màu trắng nó đang, đang có nhũ kim tuyến luôn, chiếu lấp lánh luôn á ha. Màu trắng hai tầng nha, ở trong có lót toàn bộ nha. Em lên trải mấy chị ơi, em lên trải nơi 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 trắng, nơi trắng với nơi kem. Này gì đâu, đợi chút xíu lặt thêm một cái trắng nơ nè. Chị Điệp La một cái kem nè. Lên. À cao 1m65 lần hả? Cao 1m65 mà 58kg là vừa. 1m65 là cao rồi. Chỉ có 1m6 là 1m65 là vừa. Vừa cái đầm xuông thôi đồ á. Để lát cái đầu cái nào vừa chị nói vừa nha. Rồi cái này là phông nhỏ thôi. Cái này là đầm body nha. Cái này mà ai 40mấy kg, cỡ khoảng 48kg là mặt đẹp nha. 48kg, 50kg gì đó trở xuống mặt đẹp cái đầm nè. Đây là mẫu mặt không chị? Đó, ha. Chị Hồ Rina, chị inbox cho em đi chị ơi. Chị inbox cho bên em đi. Giờ nhiều khi á, chắc nhiều khi nhiều quá bên em nghe không được nha. Cao bao nhiêu? Cao 1m6 nha Nini Kim. 1m6, 48kg nha mấy chị. Một em 1m6, 48kg. Em chưa gửi hàng cho chị được. Tại vì em nhận hàng đổi của chị em mới gửi đi nha chị Hồ Rina. Khách nhờ gửi cho em là hàng, hàng đổi đi thì em mới, em nhận hàng sau em mới gửi đi được nha, chứ không em không có gửi đi, em gửi đi em đâu có biết sao đâu mà gửi. Sang lò đó chắc em hết rồi đó chị ơi. Bây giờ chị gửi hàng của chị ngược lại đi, em coi hàng của chị sao rồi tới đó em nhắn tin cho chị nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là body nha, body kem nha mấy chị, body kem nha. Cái này có khoảng 48kg, 48kg trở xuống mặt đẹp nè, rất là đẹp cái body kem nha. Có mút luôn nha mấy chị ha, body kem 119k.
Đây nãy chị đụng cái đai nó có bị dịch rồi. Không không không. Rồi cái body kem nha. Lấy thì comment giùm em body kem. Đưa vào inbox đi. Rồi rồi để em inbox cho chị ơi. Em inbox địa chỉ cho. Đầm hồng phía sau bao nhiêu vậy? Đặng Lan. Đầm hồng phía sau hả? Đầm hồng phía sau là cái này hả? Ủa cái bên đây hả? 119k em. 119. Đây cho bạn xem cái đầm ở ngoài sau lưng nè. Đâu rồi? Cái đầm ngoài sau lưng rồi. Để mình lấy cái đầm ngoài sau lưng nha bạn con ơi. Chết rồi, không biết nằm đâu luôn. Đây là cái đầm ngoài sau lưng này cho bạn con ơi xem cái. Đang like mà gọi video cho em làm gì trời. Bực ghê, bực mấy chị này ghê luôn á. Ở Củ Chi Hồ Chí Minh nha, shop ở Củ Chi Hồ Chí Minh nha mấy chị. Em đang like gọi video cho em sao em nghe được. Mày nhiều người kỳ cục không hiểu được cái gì sao. Bội ghê. Đây là cái đầm ngoài sau. Ngoài sau canh mặt nha. Cái đầm này là form này là cỡ khoảng 54-55kg gì đó. Với chiều cao là 1m6 54-55kg chiều cao trung bình 1m6 nha. Đây hết rồi Đặng Lan ơi. Còn có màu này thôi. Rất là nhiều màu, tí lên đầm công sở nhiều màu lắm nha. Còn cái form, cái kiểu như vậy là chỉ còn có màu tím này thôi. Ở ngoài nó là màu tím đậm á. Lên lai nó ra màu hồng chứ ngoài là màu tím nha mấy chị. Có màu khác nhưng mà kiểu khác nha bạn Đặng Lan. 119 nha. Ai lấy thì comment giùm em là 119. Ý là đầm canh mặt nha. Trời ơi, này là màu hồng nha mấy chị. Mấy cái form này là 40kg rồi, mặt là bao đẹp luôn. Cái hồng này là nhỏ thôi, có khoảng 52kg, 53kg trở xuống mặt đẹp nha. 52, 53 thôi nha mấy chị. Đừng cao hơn nữa nha. Rồi ai lấy cái hồng thì comment giùm em là ren hồng nha. Có một cái ren hồng rồi thôi. Ren hồng là mấy tầng luôn nha. Hình gian mẫu nào có tay. Mẫu có tay còn là một ít mẫu nha. Mẫu có tay còn. Mẫu có tay giải công sở còn nha bạn Quỳnh Giang. Đợi tí. Chút xíu lên nha, lên chút một cái hồng nè. Chút xíu em lên mẫu đó. Đợi khách đợi em like ngang mấy cái này một cái đi. Dạ em like mẫu đó nha. Rồi cái này là một cái nơ nha. Cái này dễ thương lắm nè mấy chị. Rồi cái nơ nè. Đây ha, cái nơ của nó dễ thương lắm. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là nơ hồng đi, nơ hồng nha. Nơ hồng. Cái form này là có khoảng 53-54kg á. Đồng giá 119 nha, đồng giá 119 nha Nguyễn Loan. Đồng giá nha em. Rồi, ai lấy cái này comment giùm em là nơ hồng nha, 119.000. Cái nơ này rất là đẹp nè mấy chị ơi, dễ ren cực kỳ mịn luôn. Ở trong có lớp lót hết, thân khỏi có sợ ngứa nha. Không có ngứa đâu nha mấy chị. Đồng giá 119 hết rồi, em thấy mấy chỗ khác vẫn bán, có cái bán 160. Giống hệt. Đúng thật như em mà bán 1.6 á. Nơ là hay một cái nơ hả? Rồi ok. Yếm nha. Yếm đến ngọc trai nè nha mấy chị. Yếm đến ngọc trai nha. Đây. Cái này là cái dây dùm mình thắt cái nơ ở chính giữa như thế này nè. Cái hình ấy mặt ra sao. Nè cái này là mấy chị thắt cái eo. Thắt cái nơ ở đây nè ha. Đó, thắt cái nơ lên. Cái này là yếm nha. Lấy thì comment giùm em là yếm nha. Cái màu hồng em mặc vừa, em bao nhiêu ký? À cái màu hồng đó em mặc vừa nha. Có mẫu nào 55kg eo 78. Nguyễn Nga hả? Eo 78, eo 78 có 55kg. 55kg bận ôm á, 55kg là bận ôm nha chị. Rồi ai lấy cái yếm này thì comment giùm em yếm nè. Em có màu kem với màu đỏ nha. Cái yếm này là form nhỏ thôi. Cái yếm này là có khoảng 52kg trở xuống thôi nha. Yếm này 52 nè. Comment giùm em là yếm đi. Cái dây này buộc cái nơ chỗ cái trước cái ngực, ở dưới ngực của mình nha. Rất là đẹp nha. Rồi 38kg hay 38kg em bận rộng, 38kg rộng thâu lại. Cái đầm hồng là nó nhỏ. Cái đầm hồng này hả? Cái đầm hồng này em được có thì video cho em thử nha Nguyễn Loan. Ủa công ty hả? Nguyễn Loan là công ty á. Rồi yếm nơ nha. Yếm này 52kg thôi. Em có màu kem với màu đỏ nha mấy chị.
yếm này đang tầng rất là đẹp luôn nè, màu đỏ nè, cắt vườn nhỏ lì là ai ta, yếm có cỡ em không, em nhiêu ký chị quên rồi, nhỏ lì ơi. Rồi nha, màu đỏ nè, một cái yếm đó nè, rồi màu đỏ này, màu đỏ này đính trai rất là đẹp nha, đính trai rất là đẹp, cổ đính trai luôn. Đây là cái dây buộc cái eo, chỗ này buộc thắt cái nơ như thế này nè mấy chị, thắt chằn cái nơ ra ha, đẹp mà rẻ nữa mấy chị ơi, có 119.000 thôi. Mấy cái này giờ nếu mà rộng thì bóp vô một tí ha, tại ren bóp bên đường bên hông vô ha. Nguyễn Loan 30 mấy ký rồi, để chị đem cái đồng hồng ra cho em nha Nguyễn Loan nha. Cái này nó cũng vừa nữa này ta. Cái này là nhỏ rồi chị. Ở nó hết màu đen không? Đây là một cái đầm đen phom nhỏ nữa nè. Rồi nha, cái này là cỡ khoảng 40-50 ký nha. 50 ký trở xuống mặt đẹp nè, 50 ký nha mấy chị. 50 ký tại eo nó nằm trên á. Eo nó nằm trên bụng nha. 48 50 ký gì đó. Body có nha Tha Thảo ơi. Nhỏ lì 1m58 ký, 1m65, 58 ký không có em ơi. À 58 ký mấy 65 thì có mấy cái tí nữa để chị dơ lên, yếm em không vừa đâu. Yếm em không vừa đâu nha. Rồi ai cái lấy cái đầm ren đen này thì comment giùm em là đen nha. Đen này là cỡ khoảng 50 ký ha. Còn làm dây nha, em đợi chút xíu nha. Cái này 50 ký, ai lấy đen thì comment giùm em là đen nha. Em nói tổng 50 ký nha mấy chị. Cái ren này rất là đẹp, ren này xòe như công chúa nha. Mấy chị không mua để tới Tết là uổng lắm nha mấy chị. Gần tới Tết rồi. Cái đầm đỏ này sale 75k luôn nha. Ai lấy cái đầm đỏ thì comment giùm em đỏ 75 nha. Đỏ mã 75 nha. Cái đỏ này nhỏ thôi, không nhỏ thôi, khoảng 48 ký á, 48 ký trở xuống mặt đẹp nha, 75 ngàn. Ở trên là ren, ở dưới là vải, vải nha. Cái đầm này nhẹ nha, để em giơ cái đầm dây này lên cái. Cái dây này sale cho mấy chị luôn nha, 99k ha. Rồi ai lấy cái đầm công chúa dây này thì comment giùm em mã 99 luôn ha. Nó là dây nha mấy chị, mã 99 này. Có khoảng cái này có khoảng 53 ký gì đó, 53-54 ký trở xuống mặt đẹp nha. Em do em treo ngoài nên nó hơi bụi thôi, em treo ngoài nên nó bị bám bụi thôi nha. Ai lấy thì em sao cái này 99k luôn. Mấy chị nhìn nè ha, dây này rất là chắc chắn nha, mút ngực, cái này mút dày luôn nha, 99.000 ha. Tết Kim Tuyến với đến ngọc trai rất là đẹp đây ha, 99k. Ở đâu bán mấy cái đầm này 99.000. Chào bạn Tuyết Thảo Đỗ nha, 99.000 nha. Ai lấy cái này comment giùm em mã 99 luôn nha mấy chị. Rẻ muốn chết luôn mà không. 38 ký. Thấy nha Thúy Ngô, thấy bạn nha Thúy Ngô. 38 ký cái dây đó. Đây một cái yếm nè. Cái yếm này có khoảng 40-42 ký. Cái yếm này 45 ký được luôn nha mấy chị. Rồi lộn, cái ống, trời ơi cái ống. Ai lấy ống này comment giùm em ống nha. Sale cho mấy chị cái này 99.000 luôn, có điều kiện mua chia sẻ cho em nha. 99k ha. Đây cái ống ở trong có mút ngực nha. Ống nè. Mặn vô xuất sắc luôn nha mấy chị, 99.000 thôi. Ren nè. Ren tầng ren lớp vậy đó nha. Ở trong có một lớp voi rồi tới một lớp vải lót nữa nha. Tìm mua ren thôi. Thấy nha biết, thấy nha bạn Tuyết Thảo Đỗ ơi. Đúng rồi, nay lay đầm thôi, thành công quanh ơi. Nay mình lay đầm thôi. Đầm này với đầm vải. Rồi ai lấy cái ống 99 thì comment giùm em là ống 99 nha. Còn hồi nãy là dây nha. Cái nãy là dây 99, cái này là ống 99 nha mấy chị. Năm mươi hai ký hả Thùy Như? 52 ký bận nè. 100 euro hả? Ống 49 ký vừa. 49 ký vừa không? 49 ký bao nhiêu cao, bao nhiêu 100 euro? Ống này là do em treo ở ngoài á, nó hơi dính dơ thôi nha, chứ không phải là hàng cũ đâu nha mấy chị. Còn lần phấn mai luôn á. Ống này là còn lần phấn mai luôn. Hàng thiết kế 99.000, chắc vừa đó, 49 ký là vừa. 49 ký là xem em. Nhưng mà cao. 49 ký cao như 100 euro ơi, cho chiều cao luôn đi, 100 euro. 99k ha. Này em muốn chết 99 nè. 99.000 con treo á, tại nó treo nó bụi.
cái đầm của chị bằng vừa đó nha em, 52kg bằng vừa ha. Rồi cái này là một cái đầm vàng nha, đầm vàng xòe luôn nha. Cái đầm vàng này là cỡ khoảng 50-55kg nha. Cái đầm vàng này là 55kg trở xuống bằng vừa hết nè. Rồi ai lấy vàng thì comment giùm em vàng nha. Đây là hình mẫu mặt, mà hình mẫu mặt là màu đen ha. Áo em đang mặc 60kg không vừa. Áo em đang mặc 60kg không vừa, của em là có khoảng 52kg trở xuống thôi, 52kg trở xuống thôi nha chị. Rồi ai lấy cái vàng này, cái vàng này có khoảng 54-55kg. Em lấy vàng thì comment giùm em là vàng nha. Vàng 119.000 nha. Xè rất là đẹp này mấy chị ơi. Rẻ muốn chết rồi. Siêu rẻ rồi. Mấy chị đi ra ngoài mua mấy vô chợ mua cũng làm gì có mấy cái giá này ha. Không có giá này đâu. Rồi nha, tàn. Ok. Trâm hỏi là chị em, Trâm hỏi mà cái ống vừa rồi. Chắc vừa đó Trâm ơi, nếu mà 49kg là vừa nha. 49kg cao 1m6 là vừa nha. Huỳnh Nguyễn Thảo Nguyên một cái vàng kìa. Trên trúc một cái vàng nữa nè. Rồi ai lấy vàng thì comment vàng dùm cho em luôn nha. Rồi ở phía trên của nó nè. Cái này ren, ở phía trên ren rất là đẹp nha. Ren nổi nha mấy chị. 60kg không có đâu chị ơi. 60kg không có chị Phượng Hoàng ơi. Tại đầm thiết kế hiếm có 60kg lắm chị ơi. Cái này là một cái yếm nè ha. Yếm nè. Ở dưới đây là ren tầng, ren lớp gì nè ha. Cái này phơm nhỏ nè. Cái này là cỡ khoảng 52kg nha. 52kg. Em bướm thử cái eo của em nè. Rồi nha, cái này có khoảng 52kg nha. Ok nha, cái hồng với cái dây đúng không? Cái dây này nó hơi dơ một tí nha em, dừng giặt nha, tại chị treo á. Chị ghi giá cái dây 99.000 để em quên. Ừ, cái hồng với cái dây. Ok nha, Nguyễn Loan, ngày mai chị đem theo nha. Rồi, ai lấy cái đầm ren này comment giùm em là ren, yếm ren nha. Yếm ren này có khoảng 52kg trở xuống thôi. 52kg trở xuống thôi. Trời ơi, ren rất là đẹp các chị. Ren xuất sắc luôn. Không có là bên hồng. 119 ha. Rồi, 119 nha. 119.000 ở trong mà có muốn ngực hết nha mấy chị. Dày dặn lắm luôn á. Thúy An Nguyễn hả? Thúy comment. Không thấy, giờ mới thấy nè Thúy An Nguyễn ơi. Không em, cái nào chị vô lên là nó màu đó là nó có màu đó nha. Hàng thiết kế nhưng mà sale nó có giá này nha. Thấy em nha, sao quá xuân. Còn màu nào nữa từ từ chị vô mẫu lên nha. Rồi ai lấy cái yếm hoa này thì comment cho em yếm hoa nha. Em còn có mấy cái. Em còn có mấy cái thôi. Vậy hàng cái này là rất là đó mấy chị. Tranh thủ mua đi, có 119.000 cái hả. Chuẩn bị vô mùa Tết là mùa đám cưới ha. Rồi yếm ren nha, yếm hoa nha. Cái đầm trắng này của ai ta? À đầm trắng này của. Cái này là một cái body nữa nè mấy chị. Cái An Nguyễn hả? 55kg hả? 55kg có em ơi. Có 55kg. Rồi cái này body nha. Cái này là cỡ khoảng 52kg trở xuống thôi. 50 thôi. 50kg trở xuống thôi nha mấy chị. Ai 50kg thì lụm ngay cái đầm này nha. Ai 50kg thì lụm ngay cái đầm này nha. Vừa nha Trịnh Hằng, cái em đang mặc 1m9 59 49kg 1m6 là bao đẹp luôn ha. Em 48kg 1m6 nha Trịnh Hằng. Lấy thì comment giùm em là em có màu trắng với màu kem á. Có màu trắng, lộ màu trắng với màu đỏ. Lấy thì comment giùm em là một là trắng em đang mặc nè, hai là màu đỏ nha. Có nha bé Hiền, có nha, từ từ like tới nha mấy chị. Rồi cái này là cái body ren nha. Ai lấy thì comment giùm em body ren nè. Có khoảng 52kg trở xuống mặt đẹp nha. Cái đỏ trên canh, cái đỏ trên canh 119.000 đồng giá luôn chị Kiều Trung Anh ơi. Cái đỏ trên canh ở ngoài nó là màu tím á chị. Nó là màu tím á. Bên line nó ra màu đỏ. Tại cái đèn nó dạ cho nó màu tím nha. Trời ơi tự nhiên nó bị mờ. Nó là bạn Trịnh Hằng hả? Trịnh Hằng hỏi cái em đang mặc. Ừ. Em nói, em trả lời rồi á. Vô á Trịnh Hằng ơi, 49kg lại xem em á nha. 49kg là bằng á. Có nha, 46kg 1m5. 46kg 1m5 dễ bằng. 46kg 1m5 dễ mặc lắm luôn á. Mấy cái nãy giờ là bằng vừa hết á. Đây là một cái yếm nữa nè mấy chị. Yếm hồng nha, yếm body nha. Lấy thì comment giùm em là yếm hồng đi. Nãy giờ chưa có cái nào yếm hồng nha. Cái này là form body nha. Cái này là có khoảng 40 50
48 thôi, 50kg á, 50kg bạn vừa cái yếm hồng này nha. Comment giùm em là yếm hồng 50kg nha. 119.000 nha chị Thằng. Có 119k thôi, cực kỳ rẻ rồi. Chỗ khác nó vẫn bán 160. Chỗ khác nó bán mấy cái đầm rang là 160, 130 tới 160 tùy chỗ. Rồi đây là một cái yếm nha. Trong có mút ngực hết nha mấy chị. Yếm, yếm hồng. Quá rẻ cho một cục tình. Ô cái này là lệch vai nha. Lệch vai một bên nè. Cái form này rất là đẹp ha. Cái này là cỡ khoảng 52-53kg trở xuống thôi. Ở trong tất cả này có lớp lót hết dây kéo vào bên hông này nha mấy chị. Rồi ai lấy thì comment giùm em là lệch vai nha. Nó lệch vai nha. Lệch vai một bên nè. Tiền ship bao nhiêu tùy quyền tùy tỉnh nha. Vải là vải ren Thịnh Hạc. Ủa cái đầm này hả, cái đầm sau là giải cắt hàng, thun thun cắt hàng hoặc cô tông. Còn giấy em mặc là nhìn thấy là ren ren rồi, thôi em cũng biết trả lời sao luôn. Rồi ai lấy cái hồng này comment giùm em hồng nha, hồng lệch vai nha. Cái hồng này đẹp quá, có miếng này đây nữa nè, nó có miếng ren đắp nữa nè ha. Rồi ai lấy hồng này comment giùm em là hồng nha, 119.000, hồng lệch vai nè, ren quá vậy. Vậy mọi người đóng cớ không chà, lệch vai này đẹp lắm, cái hồng này đẹp lắm mấy chị ơi. Ủa nó nổi hơn cô dâu thì cứ ngồi bận nổi cô dâu, cái nó có mút ngực hết tất cả luôn mà nó, mà tại vì không trắng nên không dám bận. Cái giải này nè mấy chị, nhận hàng về em bao đẹp cho mấy chị luôn á, tại vì em bán mấy cái đó nhiều em mới lấy về, em lấy về chuyền kỳ bán quanh năm luôn nha mấy chị. Đầm nơ tay dài Nguyễn Quỳnh Như, đầm trên canh. Đầm trên canh là giải thun cắt hàng á Kiều Trung Anh ơi. Cái đầm nơ tay dài là cái đầm Chỉnh nào? Chỉnh Hằng mình lấy màu trắng nha. Là màu trắng của Tâm á. À Chỉnh Hằng lấy màu trắng rồi, chị ghi Chỉnh Hằng. Chỉnh Hằng lấy cái trắng em đang mặc ok nha. Đầm đỏ sau lưng giá 119 nha Yến Nhi Nguyễn. Đầm đỏ sau lưng là đầm trên canh là giá 119 nha. Còn có hai cái thôi mọi người, nhanh tay cái đầm đỏ sau lưng đi. Bạn nào xem là cái đầm tay dài đâu ta? Cái đầm tay dài hay cái đầm nơ? À đây nè. Chào chị Trang Moon. Cái xin số của chị Trịnh Hằng. Trịnh Hằng cho xin liền số điện thoại đi chị Trịnh Hằng ơi. Bên em cho điện thoại, số điện thoại mới chốt hàng ha. Đây là cái nơ tay dài nè. Cái đầm nơ tay dài nè. Đó. Tay dài rất là đẹp nha. Mọi người sang lắm luôn. Nó là tay dài ha. Đây nơ tay dài màu trắng nè Nguyễn Quỳnh Như ơi ha. Nơ tay dài màu trắng đây. Tần xòe đều rất là đẹp ha. Cái nơ mà trước bận eo tới đâu thì buộc dây tới đó. Đầm chị bận trăm euro. Đầm chị bận có người lấy rồi, bây giờ còn màu đỏ thôi. Chị Trịnh Hằng lấy là trăm euro ơi. Đầm của chị đang mặc còn có một cái màu đỏ thôi. Màu đỏ đâu? Đây nè, đầm của em đang mặc còn có một cái màu đỏ thôi. Thật sự màu đỏ này cũng đẹp lắm chốt. Đây nè, đây là cái đầm em đang mặc nè ha. Rồi nha. Đó. Màu đỏ đây. Ngoài sau lưng nè. Đó mấy chị, nó xè cực kỳ ha. Đầm đỏ đồng lòng. Đầm đỏ bao nhiêu ký vừa? Cái đầm đỏ em đang mặc là 50kg, 52kg trở xuống là vừa nha. Cái đầm này 52kg. Cái đầm này 54kg trở xuống vừa. Nó có cái dây buộc cái eo. Nên mấy chị mặc eo tới đâu thì buộc tới đó nha. Cái đầm canh là khoảng 54kg trở xuống mặc đẹp ha. Rồi cái đầm đỏ, đầm em mặc còn có màu đỏ thôi. Lấy thì khi comment giùm em là đầm mặc đỏ nha. Đầm em mặc còn màu đỏ thôi. Trăm euro lấy màu đỏ đi, trăm euro. Màu đỏ cũng đẹp lắm chốt. Nơi dài tay màu đỏ hết là khao quá Xuân ơi. Còn có màu trắng thôi. Nơi dài tay còn màu trắng thôi ha. Bạn Phạm đầm đằng sau hết màu rồi. Bạn đầm nơi dài tay Phạm Huyền lấy nè. Đâu? Phạm Huyền lấy cho xin số điện thoại nha bạn Phạm Huyền. Cái đầm nơi dài tay đó kìa. Rồi đây là một cái đầm đuôi cá nữa nè ha. Trắng dài tay em hết rồi Tina Thảo ơi. Tina Thảo trắng dài tay em hết rồi. Cái đầm nơ đó em còn cái mẫu này nè. Đây cái đầm nơ em còn có mẫu này nhưng mà sắc nách nha ha. Cũng rất là đẹp nè mấy chị. Cái nơ hồng rất là đẹp, mút ngực luôn nha. Thấy địa chỉ của bạn Trịnh Hằng rồi. Rồi đây nè, ai lấy cái nơ
Nó không tay thì comment giùm em không tay đi. Nó ve ra chút xíu à ha. Nó ve ra chút xíu. Ren rất là mịn nha mấy chị. Dạ ren cực kỳ mịn luôn nè. Ren đẹp nè. Rồi thấy địa chỉ của Phạm Huyền. Thấy địa chỉ Phạm Huyền nha. Kiều Trung Anh lấy cái đồng đỏ trên canh nè. Đây chị Kiều Trung Anh. Đây Quân à. Kiều Trung Anh rồi ok nha. Kiều Trung Anh có điện thoại đi. Rồi với một cái nữa là điện thoại di động Hải Đăng. Kim Phượng đầm đuôi cá. Đầm chị mặc hả? Đầm chị mặc vừa không Trang mua. Dạ không chị Trang mua thôi. Đầm em mặc là có khoảng 52 51, 52 kg trở xuống thôi. Đầm đuôi cá Kim Phượng lấy nè. Kim Phượng lấy cái đầm này đúng không em? Kim Phượng lấy cái đầm đuôi cá màu nào? Màu hồng này đúng không? Kiều à, Kiều Trung Anh lấy một cái nè Tâm. Rồi ở dưới một cái nó quăng cho chị một cái canh mặn á. Chị ghi giùm em là canh mặn luôn đi nè. Đó, bằng điện thoại di động Hải Đăng á. Đầm đang mặc 58kg không vừa. Đầm đang mặc 58kg không vừa đâu ha. Rồi đầm em đang mặc là hết rồi. Còn có màu đỏ thôi. Ai lấy đầm em đang mặc màu đỏ thì comment là đang mặc màu đỏ nha mấy chị. 119.000 quá rẻ cho một cuộc tình ha. Rồi cái này là ren nơ nha. Ai lấy thì comment giùm em là nơ nha. Nơ hồng đi, nơ hồng đi. Nó có ren nè. Rất là đẹp. Cái đầm này dễ thương lắm nha mấy chị. Để em thay ra mặc cái đầm này cho mấy chị xem. Em thay ra em mặc đi. Lên form nhìn nó đẹp ha. Rồi chị ghi giùm em là canh mặc đi ha chị ha. Để quên. Rồi cái đầm này đuôi cá nè. Cái màu hồng đuôi cá nè. Hồi nãy có bạn nào bạn Kim Phượng lấy cái đuôi cá. Không biết đuôi cá nào ha. Ê, tại vì em đang mặc cũng đuôi cá luôn. Rồi cái này là đuôi cá hồng nha. Lấy thì comment giùm em là đuôi cá hồng nha. Đó đuôi cá hồng nha. Trời ơi cái đuôi cá này. Đuôi cá này giải von rất là mịn luôn nha. Đầm đỏ canh mặt có màu khác không? Có màu khác không hết màu rồi. Hết màu rồi nhưng mà tí nó màu khác thì nó qua kiểu khác. Hết màu. Hết màu rồi Trịnh Hằng ơi. Ơ cái này là cái dạ hội nha, 119.000 luôn ha. Rồi, ai lấy thì comment giùm em là dạ hội nha. Dạ hội nha mấy chị. 119k nha. Cái dạ hội này là cỡ khoảng 52, năm cái gì 54kg trở xuống đi. Cái dạ hội này là 54kg trở xuống nha. Mặc thử đầm hồng lùng tảo. Đầm hồng nào ta? Đầm hồng lùng tảo, đầm hồng đó em mặc rộng. Mặc rộng lùng tảo ơi, em mặc rộng nên em mặc nó có lên form. Rồi ai lấy cái đầm dạ hội đỏ nè, comment giùm em là dạ hội đỏ nha. Cũng 109.000 luôn nha mấy chị. Trẻ muốn chết rồi. Đen nha. Cái đen này hôm bữa chị thử, chị có lấy một cái nữa Ngọc. 50 chị bằng vừa 2 4 6. 52kg không? 52kg nha mấy chị. Cái đầm đen này 52kg còn cao cao chút á, thì có khoảng 53kg nha. Cái tay của nó như thế này nè. Nó không phải là khoét đâu mà cái tay nó bận vô nó sẽ như thế này nè ha. Rồi ai lấy cái đen body này á. Đen body này có khoảng 52kg trở xuống mặt đẹp nha. Lấy đen body. Đen body thì comment giùm em body 52 nha. Body 52kg. Cái đen nó mặc che đẩy lên cái ngực như thế này nè. Đó. Cái tay nó trời ơi mấy chị bận cực kỳ đẹp luôn. Đó, thấy chưa? Đen body nha. 48kg bận vừa nha. 49kg bận vừa nha. Lùng tảo. Mặc thử đầm đuôi cá. Ai kêu em mặc gì đâu ta? Mặc thử đầm hồng. Cái đầm hồng đó em bận rộng á. Tại vì em cao. Rồi cái này còn một cái cũng buộc dây luôn nha. Cái này là một cái yếm nha mấy chị. Rồi yếm ha. Rồi ai lấy cái yếm hoa này comment giùm em là yếm hoa nha. Cái dây này để buộc cái eo như thế này nè. Đó. Lấy thì comment giùm em là yếm hoa nha. Đó trời ơi lên form nè. Đẹp xuất sắc chưa. Yếm hoa nha. Cái yếm này là cỡ khoảng 50kg thôi. 50-51kg, 52kg nhất chút xíu thì vô được nha mấy chị. Chắc 52kg á. Rồi ai lấy yếm hoa comment giùm em là yếm 52 nha. Rồi Hạnh Phan lấy body 52 nè. Body 52 là cái body đen á. Hạnh Phan ơi cho xin số điện thoại nha Hạnh Phan. Chi giáo giùm em luôn nha chị.
Rồi nha, yếm hoa nha, ai lấy thì comment cho em yếm hoa nha, 52kg trở xuống á. 119 hả? Dạ 119 á chị. Cho sư số điện thoại mới chốt hàng nha, số em điện thoại thì mới chốt hàng nha chị. Không đâu biết chị đâu đâu mà điện ha. Yếm hoa này cũng 52kg luôn. Ai mà form cỡ khoảng 48-49kg á là bạn mấy cái đầm này vừa hết luôn nha. Cái thảo lộn bạn em không biết, em không biết ai. Không biết hơi là cái gì luôn. Chắc trả lời bạn kia. Đây một cái ren trắng tay dài, thấy số điện thoại Hạnh Phan nha, cho xin địa chỉ luôn nha mọi người. Cái ren trắng tay dài luôn nha, cổ rất là đẹp nè. Đầm thiết kế mấy chị nhìn cái cổ này ha, cực kỳ sắc sảo luôn. Rồi ai lấy cái ren tay dài này comment giùm em là ren tay dài đi ha. Còn có một cái tay dài này thôi. Cái tay dài này là cỡ khoảng 52kg trở xuống nha. Ren tay dài này 52kg trở xuống nha mấy chị. Lấy thì comment giùm em là tay dài nha. Tay dài 52kg trở xuống ha. Vậy là cái đầm trên canh mặt là hết rồi không chị? 2, 4. Cô này tôi nghĩ cho tôi đi tốn cái điện thoại ra ngoài. Xin chấm này mấy chứ ơi. Ô có màu xanh này cũng dễ thương lắm nè. Xanh tay dài luôn nè. Nhưng mà cái này foam nhỏ thôi nha. Cái này là foam su. Cái này 48kg, ai thích ôm thì 50kg nha. Chứ thật sự muốn đẹp cái đầm này là 48-49kg thôi. 50kg bạn cũng vừa vừa nha. Rồi ai lấy thì comment giùm em là xanh tay dài nha mấy chị. Xanh tay dài nha. Cổ cực kỳ đẹp thấy chưa ha, rất là đẹp nha. 50kg trở xuống nó là phân xuông nha. Cái đầm canh mặt là hết đúng không chị? Có hai cái rồi nãy không có màu khác không chị nhớ có khỏi màu khác hả? Thế màu qua đây xem xin chấm đi mấy chị ơi. Cái đầm canh mặt là cái di động hải lăng gì đó. Ừ. Có tay dài xòe không chị? Có cái dài xòe hết rồi cái tầng á. À đúng rồi, cái trắng á, cái trắng hồi nãy là tay dài xòe đó Tina Thảo ơi. Rồi một cái body đỏ nha, trời ơi rất là đẹp luôn. Body đỏ nha, cái này là có khoảng 52kg nha. Body đỏ này là 52kg trở xuống thôi, lấy thì comment giùm em là body đỏ nha. Body đỏ 52kg trở xuống thôi nha mấy chị, đẹp lắm. Cái ren màu đỏ này rất là đẹp, nó là ren hoa. Mấy chị theo dõi Facebook em, kết bạn với bên em để có bị dân like á, vô cũng còn nha ha. Rồi body đỏ nha, lấy thì comment giùm em là body đỏ. Đoàn Thúy hỏi xanh 50kg vừa không chị? 50kg vừa á Đoàn Thúy ơi, 50kg nó là phong xuông, 50kg chen vô được cái xanh tay dài á. Rồi Linh chúc một cái xanh nè, còn xanh. Toàn Thúy có lấy thì comment nha. Ô có một cái đầm hoa này 95k ha, ai lấy thì comment giùm em mã 95 luôn đi. Cái đầm xanh này là 55kg bận vừa nha, 54-55kg bận vừa cái đầm xanh này luôn ha. Đúng rồi chị ơi, đầm hôm nay nhỏ ký, đúng rồi chị Trân Môn, đầm hôm nay không có đầm lớn, tại đa số đầm ren này phơm nhỏ không mà chị ơi. Rồi ai lấy cái đầm này 95.000 thì comment giùm em mã 95 luôn đi. Đầm này có khoảng 55kg trở xuống mà đẹp nè. Đầm này là đầm Quảng Châu nha mấy chị, phơm xè nè. Bận đi cà phê, đi đâu, đi tiệc nhẹ nhẹ rồi. Ờ đúng rồi mấy chị công sở bận cái đầm này nhẹ nè, tại vì nó có tay bận được nha. Đầm yếm xòe, Tina Thảo lấy cái yếm xòe. Chết rồi. Yếm xòe là cái yếm hoa đúng không? Yếm xòe là cái yếm hoa này đúng không? Đúng thì ok nha bạn Tina Thảo nha. Như cái yếm hoa này là xòe. Có cái yếm đó là xòe. Dạ bữa sau xem chị Trang mua thôi. Bữa sau xem. Nay đầm phơm nhỏ không à. Cái phơm này nhỏ chẹt. Hồi nãy một cái đuôi cá hồng đó, bây giờ là cái đuôi cá đỏ nha mấy chứ. Đuôi cá đỏ ha, 119k nha. Cái đuôi cá này là phơm này cỡ khoảng 54kg nha, 54kg. Rồi ok á chị ơi. Cái đó của Tina Thảo. Tina Thảo hồi nãy có đơn cho chị.
hình như là chưa. Tina Thảo cho Sương số điện thoại đi. Tina Thảo ơi, chưa có đơn cho Sương số điện thoại nha. Rồi lấy cái đuôi cá đỏ thì comment giùm em là đuôi cá đỏ nha. Có khoảng 54kg, 54. Đuôi cá đỏ này không to này, 54kg chứ mà kẹp. Rồi em like qua mấy cái đầm mà dạng canh mặt nha mấy chị. Để em like ngang mấy cái đầm canh mặt cho. Lùng tảo có mút rồi không? Tùy cái có, tùy cái không nha. Nói như Tina Thảo trắng đèn chữ. Ok nha Nga Đặng, đợi chút xíu nha Nga Đặng. Canh mặt hết rồi Quang Tiến ơi, bộ canh mặt em hết rồi, bây giờ em chuẩn bị like mấy cái tương tự như cái canh mặt nè. Rồi thấy số điện thoại bạn Tina Thảo nha. Rồi tiếp tục một cái yếm xòe nữa nè. Yếm xòe có ốc khoác nè, ốc khoác 119 ngàn luôn Phương Nguyên ơi. À cái đầm yếm đỏ này là cỡ khoảng 50 kg nha, 50kg hoặc 50, 51, 52 tùy chiều cao chút xíu, mình ít nhất là 50 là vừa đó. Ai lấy cái yếm đỏ này comment giùm em là yếm đỏ nha, yếm đỏ này là ở dưới xòe nha, ở trên là yếm nè, cổ yếm ha đó. Rồi ai lấy cái yếm đỏ này comment giùm em yếm đỏ nha. Đầm hoa hết rồi Mai Thắng ơi, đầm hoa có Tina Thảo lấy đầm hoa nào ta. À đầm hoa đó đó hả? Rồi chị chở dở cho em đây. Cái này á, chứ còn cái kia đầm yếm đỉ hoa. Rồi rồi đợi chút xíu nha bạn Mai Thắng. Rồi ai lấy cái yếm đỏ này comment giùm em là yếm đỏ nha. 119. Áo khoác đợi tí em vô lên liền nè. Đây là cái đầm hoa này, đầm hoa này cũng khoảng 54-55kg bằng cũng đẹp nữa nha. Đầm công sở, dạng công sở nhẹ nhẹ nha mấy chị. Trời ơi, không có nhà cưng ơi, không có nhà chàng Thanh Nhàn ơi. 1m6 nha Nguyên Ngọc, 1m6. 1m6. Rồi nãy có bạn nào rồi xem cái áo khoác có chữ nè. Nó ha. Rồi em bận đầm và em xem vô cái áo khoác luôn nha. Áo khoác tầm giá áo khoác này là phơ bomber. Bomber 119.000 nha mấy chị. Bomber 119 nha ha. Hai lớp ha. Trời ơi. Áo khoác này dễ mặc lắm mấy chị ơi. Cực kỳ dễ mặc. Áo khoác cặp ha. Áo khoác cặp chứ không có, tại này phơm nhỏ thôi, nam bạn không vừa. Phơm nó nhỏ nhỏ này nè, cái này là phơm nhỏ nha. Còn mấy cái một màu á, mấy cái nào mà một màu là phơm phơm dài nha mấy chị. Còn mấy cái mà có chữ có hoa là dạng như bơm bơ đó, nó hơi ngắn ngắn tí nha. Em cao mét 6 á, nhiều khi em bận cao nó cũng phải giật luôn. Tại vì cái lưng nó dài mấy chị ơi. Áo khoác còn nhiều kiểu nhiều dạng lắm. Rồi bây giờ em like mấy cái đầm. Mấy cái đầm giống như canh mặt nha. Đầm hoa hồi nãy là 95.000 á, cái đầm hoa mẹ mới vô là 95k. Rồi bây giờ để em like mấy cái đầm giống như canh mặt như vậy. Ủa cái đầm hồng này đẹp quá, không ai lấy. Để em xếp cho bọc luôn. Có bọc, có bọc. Cô lên xem chia sẻ đi Minh Trí. Rồi hay em vô cái đầm giống cái kiểu giống như canh mặt cho mấy chị nè. À, anh đừng xem lại đầm hoa đi chứ. Đầm hoa nào? Chị mấy chị ơi, nãy em vô đầm hoa rồi mà đừng xem lại nữa. Đây là một cái đầm ha. Đầm kiểu giải là giải thun thun cô tông, không phải là cắt hàng á, đầm ba nút nè. Cái này là hình canh mà, hình mẫu mặt nè mấy chị thấy không? Đó. Mờ quá hả? Đây, mấy cái đầm này phơm như thế này là có khoảng 54 kg, 55 kg trở xuống mặn vừa hết nha. 54 hoặc 55 kg là trở xuống mặn vừa hết ha. Rồi lấy thì comment giùm em là nút đi. Nút này em còn à. Nút này hết màu rồi. À có màu hồng với màu đen nha. Màu hồng em đang cầm nè, với màu đen nè. Rộng á chị. Tại vì nó là form, nó là form chữ A nha mấy chị. Nên mấy chị có bụng đừng có lo nha mấy. Có bụng mừng vừa hết luôn nha. 119.000 đồng giá hết luôn. Đầm này thì trời ơi, vô sớm mấy cái đồng này, mấy cái đầm này phải 220 nha mấy chị. Lùng tảo đầm hồng đuôi cá, có ai lấy chua chua nha em ơi, đầm hồng đuôi cá. Đầm hồng đuôi cá còn nha cưng. Cái đầm hồng đuôi cá bận nó nhẹ nhàng rất là dễ thương nha ha. Không có ai tin mua cái đầm này, không ai tin giá 119.000 đâu. Rồi ai lấy cái đầm nút này thì comment giùm em là nút nha, em có màu hồng nè. Màu đen nha mấy chị. Chở đâu lọt có cái quần này á. Cái quần này ra lại luôn. Rồi cái quần này nha. Nó là một cái quần giải vô giải lưới ở trong có lớp lót hết nha. Nó là size M. Trời ơi, cái quần này đâu lọt ra luôn. 75k ha, 75k cái quần.
quần quấy rất là dẹp, bạn vô rất là dẹp. Không có mút ngực, cái màu hồng đó là không có mút ngực nha bạn. Cái lua cá nó không có mút ngực. Cái hồng lua cá nó không có mút ngực ha. Rồi tiếp tục một cái hồng. Trời ơi cái vai rất là đẹp ha. Túi phía sau cái màu đỏ, có túi phía sau đi chị. Cái màu đỏ nào ta? Màu đỏ nào Kha Đặng ơi? Màu đỏ nào ta? Cái này hả em? Mấy cái áo khoác á hả? Rồi ai lấy cái hồng chữ A này comment giùm em là hồng hoa đi. Hồng hoa đi, nó có cái hoa này ở đây nha. Hết màu rồi, hôm bữa trước đủ màu, hôm nay hết màu rồi nha mấy chị. Hồng hoa này nó là form chữ A nha. Mấy cái này là có khoảng 54kg, 55kg rồi đó. Trở xuống cao mấy 6 là vô được hết nha mấy chị ha. Lê Thị Cẩm Vân lấy cái quần sọt, cho xin số điện thoại đi Lê Thị Cẩm Vân ơi. Cho xin số điện thoại nha. Quần sọt là 75k á. Xung quanh bây giờ là cầm cái gì like cái đó. Mà bữa nay là like đầm thôi. Bởi tí có cái gì like cái đó. Tí cầm động cái gì like cái đó nha Quỳnh Quỳnh. Đây là nhiêu em? 75.000 ha. Cho xin số điện thoại đi bạn Lê Cẩm Vân. Mua cái nào mua đơn trên 100k giúp mình nha. Rồi ai lấy cái đầm hồng hoa này comment giùm em là hồng hoa nha mấy chị. 119k nha. Rồi thấy số điện thoại của Cẩm Vân nè. Đầm dự tiệc Khả Thiên Na Thảo. Áo đá với. Áo đá với hả? Áo đá em lụm cái đầm giờ em like cái đó nha. Chị chạy lụm cho em vài cái áo đá, để cái đá ngoài thôi. Rồi lụm đụng áo đá nào cho áo đá đó nha. Vài cái ở phía ngoài, ở phía ngoài cái chơi mình dễ lấy à. Rồi cái đầm hồng hoa lấy thì comment cho em hồng hoa nha. Em đụng cái gì, em dơ cặm cái gì em like cái đó nha mấy chị. Ok 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 cảm ơn. Rồi đây nè. Đen trắng là cái này á hả? Cái này là đen chữ chữ nha. Kiều Trung Anh, rồi ok nha Kiều Trung Anh. Đây là cái đen trắng nè, cái hoa nè. Đó. Trời ơi, xuất sắc nha mấy chị. Bận đầm mà bận giáo khoác luôn nè, xuất sắc cho ha. Resize nha. Ok ok, giờ xong nha mấy chị. Để từ từ em dơ áo lên nha. Từ từ em dơ áo lên nha. Đây là cái hồng, đầm hồng ha. Đầm hồng châu nha. Ai lấy thì comment giùm em là đầm hồng châu nha. Đó. Đầm hồng châu nha. Mấy cái đầm này là phong suông nha mấy chị. 50 119 nha Lê Cẩm Vân. 119 áo khoác 119 luôn. Trời ơi, có cái này đầm đầm len nha mấy chị. Đầm len nha ha. Đụng cái nào vô cái đó. Đầm len 89k lấy thì comment giùm em là len nha. Cái này chắc len nha. Ở ngoài trước nó có nhũ nha. 89.000 nha. Đầm đỏ cái áo khoác hết rồi Kha Đặng ơi. Đầm đỏ cái áo khoác hết rồi rồi. Đầm len này 89.000. Lấy thì comment giùm em là len. Vâng ok, là gì kìa gái. Cái áo khoác đúng không? Ừ. Rồi Cẩm Vân có lấy cái áo khoác này phải không? Lấy áo khoác này thì ok nha. Ở trong lớp trong của nó đây ha. 119. Bao đẹp luôn. Đây em còn màu xanh nữa nè mấy chị ơi. Cái này là màu xanh nha ha. Bomber đen trắng bông. Rồi bomber đen trắng bông cho Cẩm Vân nè chị. 119 Cẩm Vân ok nha. Mẫu đó em còn á. Mà giờ để đâu không thấy luôn. Nó là màu xanh ha. Giờ ai lấy cái này thì comment giùm em là phát bomber xanh đi. Bomber xanh nè mấy chị, eo quỳ nha. Eo quỳ eo quỳ. Để cầm à, thấy mấy cáo đá ở ngoài nè, để em like mấy cáo đá mấy chị luôn nha. Bomber xanh 119. Dạ 119. Trời ơi áo đá này giờ còn có mấy nằm có thấy có mấy cái ở ngoài thì lụm thôi nha. Chứ còn trong bao nhiều lắm nha mấy chị. Hết rồi điệp thoại sang ơi, điệp thoại Trần ơi. Áo đầm đang mặc còn có màu đỏ thôi. Màu đỏ thôi mà có khoảng 49-50kg trang vô vừa nha. Rồi áo đá nè, ai lấy áo đá cô gái thì lụm giùm em đi. Áo đá cô gái nha. Một cái là 89.000, bữa nay đang 85
ngàn luôn, ai mua một cái 85 ngàn luôn ha. Đang mặc hết rồi lùng tảo ơi. Kha đặng có màu đen, có màu đỏ không à Kha đặng ơi, không có màu đen. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là áo đá nha, 85 ngàn luôn. Áo đá lụm dài dài mẫu thôi, lụm dài mẫu dơ lên like thôi, tại vì trong bao lục ra rất là khó mấy chị ơi. Màu thích cái nào? Cái em mặc á. Còn đâu còn đâu. Ủa, thế rồi. Ok, áo đá này lên thì Cẩm Vân. Cẩm Vân ơi lấy cái áo đá này đúng không? Áo đá này đi, áo đá này là size M nha. Mấy cái size này 55 kg trở xuống bằng vừa hết ha. Rồi áo đá này cho Cẩm Vân nè. Lê thì Cẩm Vân. Áo đá là nhiêu quên vậy? 85 ngàn, hôm bữa bán 89 á. Bữa nay 85 ngàn luôn nha mấy chị ơi. Màu trắng hoặc xanh là cái nào ta Cẩm Vân? Cái đó màu xám á Cẩm Vân ơi. Rồi nè, cái này màu đen à. Ai lấy áo đá đen này comment giùm em là ngựa đi, con ngựa nha. Con ngựa. Con ngựa này sáng quá lên lấp đánh. Rồi con ngựa nha. Cái đó màu xám có lấy không? Cẩm Vân lấy thì ok nha, còn không thì xả ra để đụng tới màu nào like màu đó ha. Rồi áo đá con ngựa nè, comment giùm em là ngựa đi cho đừng có lộn. Ngựa. Đây nè, Trúc Linh công ty nè. Trúc Linh ai? Trời ơi, giải nó mịn. Màu, trời ơi, áo đá màu trắng cô gái nha. Nguyễn Kim Yến áo đá đen. Áo đá đen là cái áo con ngựa đó chị. Không, không là không phải cái này. Rồi, nè, Nguyễn Kim Yến là cái áo đá nè. Áo đá đen á. Rồi nha, trắng nha. Ai lấy áo đá trắng thì comment cho em là đá trắng đi, cô gái trắng đi ha, cho đừng lộn. Em có y chang như vậy mà màu đen nữa. Cái này là cô gái trắng nè. 85k. 85 ngàn nha, mua giùm em hai cái cho trên 100 ngàn để em đi đơn nha. Màu trắng đá. Rồi cái này là màu đen ha. Màu đen nha, cô gái đen nha. Còn hồi nãy là em dơ lên là cô gái xám á. Lên Cẩm Vân lấy màu trắng. Lấy cô gái trắng đúng không Cẩm Vân ơi? Giải này em bao xịn cho mấy chị luôn. Giải áo đá này là bao xịn luôn ha. Rồi màu xám nè ha. Đó. Chết rồi, giờ lụm được có mấy cái. Giờ Cẩm Vân lấy cái áo trắng cô gái đúng không? Trắng cô gái thì ok, giùm cái cho cắt nha. Trắng cô gái nè. Cái này là đen, đây nè, cái trắng này rất là đẹp luôn. Màu trắng đá là ok kìa. Dạ ok là Cẩm Vân cái này nè chị ơi. Rồi, hỏi ấy, phải mẹ mô mẹ cứ cho mặc. Cái áo này áo thun đá là dễ mặc lắm mấy chị. Cho em cái nào màu màu trắng nữa đi, em like dài cái màu trắng nữa coi. Trời ơi, giờ này nó mới lên. Chào em Phạm Thanh Thảo, chào em cái đây là xám nha mấy chị ha. Rồi lấy thì comment giùm em chữ xám đi nha, chữ xám ngoài trước hoặc sau của nó nè. Đó, chữ xám nha. Thun thun mắt lạnh luôn nha mấy chị. Thun này mà nó bị cái gì cho mấy chị đổi hàng ha. Đầm ren hết rồi con ơi, đầm ren hết rồi. Đầm ren này em về lô này thôi nha mấy chị, em nghĩ về rồi. Áo mà là canh, áo canh mặc hết rồi, sóc con ơi, 119 ngàn nhưng mà hết rồi, hết hàng rồi. 119 ngàn nhưng mà hết hàng rồi. Có lên chân váy không? Chân váy bữa nay chắc không lên. Lùng tảo bây giờ này chắc không lên chân váy thôi. Chân váy còn rất là nhiều. Quá nhiều. Một cái áo thun thái nha mấy chị. Một cái áo thun thái nha. Rồi nghe 75 ngàn nha. Ai lấy thì comment thì em 75 luôn không ai lấy. Để bận rất là đẹp nha. Cực kỳ mát luôn, thun thái nha. Đây, đi size nha mấy chị. 75k. Lên trúng một cái nè. Cầm chị ơi. Đầm nào giờ? Đầm nào bây giờ em còn, chị còn có đầm đầm đi làm thôi. Đầm kia. Hôm bữa có đơn rồi hả? Hôm bữa có đơn rồi hả lùng tảo?
Đơn hồi nào ta? Đơn nào không nhớ luôn, đơn lâu quá là xả ra rồi. Chắc đơn lâu quá là xả ra rồi. Đây cái đầm này có 4 màu ha. Nãy giờ cho xem cái đầm này chưa? Đây mấy chị ơi, cực kỳ đẹp luôn ha. Canh mặt nè. Đó, thấy canh mặt không? Ý lộn, người mẫu mặt chứ. Áo đá nhiều đi. Trời ơi, chị Miếng ơi, áo đá nhiều đi. Một cái khoác với một cái sơ mi hả, lùng tạo. Hình như là đơn đây không giữ á. Đầm ren 57kg hả? Đầm ren 57kg cao mét, cao mét 65 hay là mét 7 thì có em ơi. 57kg hết rồi. Rồi ai lấy cái đầm này thì cỡ khoảng, cái đầm này là cỡ khoảng 52-53kg á. Thôi chắc 54 vô cũng được. Tại thì thấy nó là phong xu ha. Rồi ai lấy cái đầm này comment giùm em là làm sao này nó dính hả. Rồi lấy cái đầm này comment giùm em là nơ đỏ đi ha. Nơ đỏ nha. Có nơ đỏ nè. Nơ tím nè. Ở ngoài là màu tím nè. Với nơ đen nha. Nơ đen nha. Nơ đỏ, nơ tím, nơ đen. Chị hả? Có người điện thoại nói em giữ thì giữ nha. Có người điện thoại nói giữ thì giữ là chị luyện cái đầm này ngoài kìa. Ngoài sau lưng nó hơi bị dính dơ xíu. Đã giặt hết ra. Điện ngoài giùm em. Em còn cái này không biết giống canh mặt không đó nè. Còn một cái tương tự canh thôi chứ không có giống canh mặt nha. Đây ha. Đó. Có một nút chéo một bên nha mấy chị. Rồi một nút chéo một bên đây. Cái này là phơm này là cỡ khoảng 54kg nha. 54kg trở xuống mặt đẹp nha. Lấy thì comment giùm em là đầm nút nha. Đầm nút. Trời ơi. Thun nên nó rất là dễ mặc nha mấy chị. Tới giờ gái Ngọc. Sớm chán. Chưa 9 giờ. Không nói chuyện đâu, con học đó. Lụm cho em mình. Lụm được cao áo đá là giờ lên like luôn. Nè. Lụm cao đá là giờ lên like luôn. Có cái này biết là cái gì đây. 75.000. 75.000 nha, cái chân váy Shipley. Size M nha mấy chị, nó lưng thun nha, size M nha, size M nha. Chân váy Shipley. Lấy thì comment giùm em là chân váy nha. Chân váy nó bằng ở trên gối chút xíu nha mấy chị, trên gối chút xíu nha. Đó. Màu xanh rêu. Ở ngoài là màu xanh rêu nha, 75.000. 75.000 cái chân váy. Chân váy còn rất là nhiều. Đây biết sao bữa nào like. Bữa nào like chân váy đi. Giờ đuối quá. Cáo này là cáo gì? Đây ha, một cáo len nha mấy chế. Một cáo len nha. 59k luôn nè. Ai lấy len 59 comment giùm em là len 59 luôn nha. Thêu hoa hồng nha. 59.000 luôn nè. Đụng gì like cái đó nè. Giờ đụng tới cái gì là like cái đó. Trời ơi còn đầm len nhiều cái gì hả. Sọc 59k luôn nè. Sọc 59k. Cái này là, cái này là 55-65kg vô tư luôn nha. Chị lấy em cái ren nơ trắng nha. Như vậy có để 100 euro. Chị coi em á. Em đưa cái này cho sao chị. Có để. Đúng rồi, 100 euro. Ủa 100 euro là không phải cái ren nơ. Đâu gỡ cái này là cái cúp ngực á. 100 euro là cái cúp ngực á, 100 euro ơi. Vết đỏ hết rồi, khâu ly ơi, canh mặt hết rồi em ơi. Ủa 100 euro nãy em lấy cái cúp ngực mà. Camaro nãy lấy cái cúp ngực, lấy thêm cái đen trắng ngơ nữa hả? Trắng ngơ là cái nào ta? Ở dưới cái đó được không? Cái nơ hồng đó. À, đen trắng nơ hồng là đúng không Camaro? Đúng không? Đúng cái này không em? Hồi nãy em lấy cái kia là cúp ngực sale 99k tại nó dính bụi tí nha. Camaro lấy cái nơ hồng này đúng không? Nơ hồng đẹp lắm, nơ hồng này có mút ngực nha. Cái trắng nơ hồng này có mút ngực nha, rất là đẹp. Xích sao luôn, rất là đẹp. Tại vì em có thời gian thử ấy mấy chị ơi. Dạ cái ren nó hồng á chị. Đúng rồi nè. Vậy là hai cái. Vậy là hai cái nha, 100 euro.
đủ đơn nha. Ok. Này chị, cái này là 119 rồi. Ai lấy cái sọc này á, 59k thì comment cho em là sọc nha. Sọc 59k luôn. Sọc này là bằng len. Còn cái gì trong đó không ta? Hôm nay có lấy set không? Mấy chị muốn lấy set không? Ôi mãi tiên điện thoại cho. Cảm ơn con khách quen. À, ủa cảm ơn con khách quen có cái điện thoại nè. Rồi em có cái body rang này bằng len nha mấy chị, mà phía trên cổ có tháp rang nha. Cái này là cỡ khoảng 54-55, trời ơi, vô tư 60kg vô được luôn nha. Chị ơi cho xem lại cái đầm đuôi cá màu hồng và ok nha, lần tảo đợi chị nha. Rồi lấy cái rang này comment giùm em là len đen nha, 89.000. Mấy cái này là 50-56-58kg thì vô được hết nha mấy chị. 58kg vô tư cái đầm len đen này luôn. Lên đen này tụi bóc ngay, thì bóc ngay là dơ lên like nè, chứ không có coi nó nữa. Cái này không có mút ngực nha em, đuôi cá hồng là không có mút ngực nha. Đó, nó mặt trước mặt sau nè, đuôi cá hồng là không có mút ngực nha. Đó, thấy chưa. Trời ơi, bạn luôn dễ thương lắm nha. Cái đó mà có màu đen chắc lấy bạn. Có màu đen mình, ừ màu đen dễ bận. Mà hình như mình có màu hồng à. Hồng như nãy cái gì? Trắng hả? Đỏ. Đỏ hả? Đỏ có khách lấy chưa? Cái hồng này đẹp lắm. Mà hồng mình hơi lớn tuổi á, bận đi lắm lắm. Không lớn đâu. Ba chục. Ở trên đó là rang á em ơi, dễ rang. Còn ở dưới là hôn lưới nha bạn Hùng Tảo. Rang này thì rang này thì thấy ở ngoài chợ cũng thấy, vô núi thấy cũng thấy và cũng biết nó đẹp không. Nói chung là giá 119.000 này là quá rẻ so với cái đầm này ha. Đầm len đen á chị. Kali lấy đầm len đen hả? Đầm len đen đó đúng không em? Đầm mặc len đen. Thử đi chị, không kêu không, mặc thử. Giờ này đi. Không có mặc nữa bạn ơi. 30 tuổi mặc được không hả? 30 tuổi mà bạn ở đâu của 30? Bạn ở Sài Thành cho em uống miếng nước chị. Cái đầm ren đen còn, dạ còn chị ơi, cái đầm ren đen body tay rồi em còn một cái á, ba mươi tuổi tùy tùy người tùy sở thích, tùy người tùy sở thích nha. Cái đầm ren đen tay á, tay body đâu rồi Ngọc? Màu đen, màu đen. Ê hình như chị thấy có người chốt rồi. Cái tay body á. Đây nè. Tiên Hòa chợ bạn được Phùng Tảo ơi. Trịnh Hằng có khách lấy hả chị? Nè, ai à, có khách lấy cái đen, cái đen em hết rồi. Cái đen em hết rồi chị Phạm Huyền ơi. Tiên Hòa mặc được mà lo gì? Tiên Hòa. Ở cái trên váy, cái quần này là trên váy là size L nha, cái váy trong của chỗ quần là size L nha. Phạm Huyền ơi em hết rồi chị ơi, cái đó khách lấy rồi. Em tưởng đâu còn, hết rồi chị lựa cho em cái khác nha. Cái này là size L. Chân váy này là size L nha. Cái chân váy này là vải kaki giả jean nha. Cái quần, quần quần giả váy nha. Quần giả váy đóng cái nút, đóng cái nút bạc rất là đẹp nè, có 75.000 thôi. Dây kéo nằm bên hông nha mấy chị. Dây kéo nằm bên hông ha. Rồi ai lấy cái quần này thì comment giùm em là quần, quần 75 luôn đi ha. Quần 75 size L nha mấy chị. Quần là size L ha. Quần size L, lấy cái quần này đi, bận dễ bật lắm chứ. Dễ mặc lắm mấy chị ơi. Chết rồi, ngã nguyên mất mẹ, mất giờ mất sao. Cái đầm hồng nó dễ thương lắm á chị Đồng Tảo ơi, chị Đồng Tảo. Chị Đồng Tảo 30 tuổi đó nghe em ạ. Rồi còn ai muốn xem gì nữa không? Còn mai xem em ợp nha mấy cha. Bữa nay mệt sớm luôn. Mệt quá. Ai nói nhiều quá. Cái này là cái gì ta? Trời ơi cái đầm này là đầm
đầm len nha, đầm len nha mấy chị, đầm len màu nâu nha. Trời ơi, cái đầm này bận, mấy chị nào đứng đứng tuổi á, đứng đứng tuổi bận mấy cái đầm này đẹp á, mua về cho mẹ hay là ai có mẹ có cô gì vậy mua về đi mấy chị. Ừ. Dạ. Sao chị đi đi ăn hả? Rồi nha mấy chị, đầm ren 100 euro hả? Đầm ren còn còn lẻ vài mẫu à, 100 euro nhưng mà offline ở đây rồi, nghỉ like rồi, còn lẻ ít mẫu à, mà nó cũng tựa tựa mấy cái này á, tựa tựa nhìn giống thật nhau à, khác ren, khác phải ren chút xíu thôi. Chị tao với Thuyền lên xét chắc em chết, giờ này lên xét là em tự tử luôn. Giờ này là lên xét là em tự tử luôn. Còn nào không bóc like nữa. Hết rồi chị. À chị Bà Phạm Huyền hả? Em có dạ hội á chị, chứ có đầm dài, có mấy cái dạ hội hồi nãy á. Có mấy cái đầm này mà đầm xịn nè mấy chị ơi, sale cho mấy chị mấy cái này luôn để em coi giá đi. Mấy cái đầm này là đầm xốp á. Đầm xốp bây giờ em nghĩ bán cái em dẹp vô nè. Trời ơi cái này sao buộc dây gì á. Có đầm dài không em? Ờ bữa nay đuối quá chị ơi nên em ọp á. Đầm sau lưng hết rồi chị ơi. Chị Thị Hậu Phan ơi, cái đầm sau lưng á. Cái đầm này mình làm sao ngọc mình buộc thì sao? Trời ơi tôi mới biết mặc cái đầm này luôn. Thật sự em biết mặc cái đầm này nó làm sao luôn. Không hiểu luôn. Đúng rồi không hiểu cái cấu trúc của cái đầm này. Đầm này là đầm đầm Quảng Châu 100% nha mấy chị. Trời ơi cái đầm này bán mấy chỗ khác nó bán 220 á, tại vì nó là cái dạng đầm hot girl á, mi tim vải rất là đẹp ha. Áo đá hả? Áo đá chắc chưa, chị nào về hàng sang sang mới hàng mới cho em mới like áo đá nha chị. Áo đá chắc cỡ qua tuần đi chị Kim Miến ơi. Áo đá qua tuần ha chị ha. Cái đầm sau lưng em hết rồi. Rồi lấy đầm hồng nuôi cá dồn đơn, dồn mấy cái kia luôn đúng không em? 119 dồn mấy cái kia rồi xếp hàng luôn nha lùng tảo. Sale cho mấy chị cái đầm này nhiêu à? Đầm này 150 luôn á. Trời ơi bán làm gì mấy cái đầm hot girl này, không có dán 150 bây giờ bán 150 luôn á chị. Rất là đẹp ha. Ai lấy cái hoa này comment giùm em hoa nha. Ai lấy cái hoa này thì comment giùm em hoa đi, 150 thôi ha. Trời ơi ở dưới đây là dập ly nha, tay là tay xòe nè. Ở đây là dập ly nha mấy chị, 150 ha. Đầm xòe chấm bi nào ta, đầm xòe chấm bi nào chị Hậu, nhớ đầm xòe nào. Hình như là còn á, em còn màu khác á ha. Rồi cái này 150 ha, lấy hoa 150 comment giùm em là hoa 150 luôn đi. Mấy cái đầm này bán 220 không á. Giờ tuột, bây giờ sale 150 luôn, tại vì còn ít mẫu thì sale 150 cho mấy chị luôn ha. Cái đó giống chị luôn lấy nè. Đúng rồi, cái đầm nó giống cái đầm của chị Hương lấy. Đây là một cái chấm bi nè ha. Chấm bi dây 160 là bán bằng giá gốc luôn á mấy chị ơi. Rồi chấm bi dây ha 160k. Chấm bi dây này 160k thời với mấy chị luôn. Thời mấy chị là giá em nhập ở xưởng đã là 160, chưa có tiền xăng cộ, tiền ship hàng gì trên, giá nhập ở xưởng cái đầm này đã 160 rồi đó. Nhưng mà phải lấy với điều kiện lấy mấy chục cái mới được giá 160 thôi. Tại vì giải này đẹp lắm chứ nó không phải như mấy cái giải kia đâu. Giải rất là đẹp ha. Đẹp thì lụm đi ba, lụm đi Kali ơi. Cái đầm này có người bị bơm nè. Rồi lấy cái đầm này comment giùm em là bi nha, cũng 60.000 thôi. Trời ơi mấy đầm, mấy cái đầm này đẹp lắm mấy chị ơi. Cái hoa vàng đó nè, hoa vàng này luôn nè. Trời ơi hoa vàng này 160 luôn á. Hoa vàng này 160 có cái thắt lưng của nó nữa nè ha. Đây thắt lưng ha. Rồi bi cho Linh Trúc một cái nữa nè. Rồi hoa vàng nha 160k, lấy thì comment giùm em mã 160 hoa vàng luôn đi, giá rẻ quá rồi.
Tiêu vẻ rồi. Hoa. Hai chị nó hỏi cái này. Thì hậu chị Bi nha. Chị Bi nha, chị ghi giùm em một cánh sáo của chị Thị Hậu. Ok nha chị Hậu. Rồi ha. Một cái cánh tiên nha. Em còn cái đầm yếm hoa ren không? Dạ hết rồi chị Phạm Huyền ơi. Yếm hoa nãy có người lấy rồi đúng không ạ? Nào em. Cái yếm mà có cái hoa ren trước ngực á. Ừ. Có khách lấy rồi chị Phạm Huyền ơi, hết rồi. Rồi ha. Đây là một cái cánh tiên nha. Cánh tiên nè. Giải gì mà nó mịn. Giải này mịn lắm nha mấy chị. Trời ơi cái cánh tiên nha. Ai lấy thì comment giùm em là cánh tiên nha. Cánh tiên 160k. Thời với mấy chị luôn. Thề luôn. Giá 220 ngàn, bữa nay còn 160 ngàn luôn nha. Ở phía trước có nguyên một hàng nút luôn nha. Hàng nút dài xuống luôn nha. Hàng dài nút nha. Cái đầm cánh tiên này là 50 mấy ký vô tư. 54-55 ký là vô được hết nha mấy chị. Cánh tiên lấy thì thầm bên em cánh tiên nha. Cánh tiên cũng 160 luôn á. Cái nhục có cái nào đi đẹp không? Nè. Cái nhục có cái nào đi đẹp. Dán lục. Trời ơi bán mấy cái này 160 là không lời luôn ha. Dạ có người lấy rồi chị Phạm Huyền ơi. Cái đầm ren hoa đó có khách lấy rồi chị. Em nên thấy cái bọc của khách nè. Ai tên gì vậy chị? Tina Thảo. Của bạn Tina Thảo lấy rồi chị Phạm Huyền ơi. Màu trắng là cái nào trời? Màu trắng là cái nào trời? Cái yếm trắng là cái nào ta? Em tưởng cái yếm hoa đây nè. Đúng rồi. Yếm hoa này còn cái nè. Em tưởng cái yếm hoa kia. Chị nói cái yếm hoa này đúng không? Đây yếm hoa trắng nha ha. Yếm hoa trắng này thì em còn nha. Trời yếm hoa trắng này đẹp xuất sắc luôn. Cái hoa nó là hoa nổi nha mấy chị. Hoa nổi nha. Hoa nổi rất là đẹp nè. Thêu ha. Yếm hoa này còn nha mấy chị. Em nhầm mấy cái yếm hoa kia. Rồi ha. Cái bi nút này 160. Ai lấy thì comment dùm em là bi nút nha. Hàng nút nha. Nút này nút giả thôi nha mấy chị. Dây kéo nằm sau lưng ha. Bi nút này. Cái này form này có khoảng 55 kg. Trở xuống mặt đẹp ha. Bi nút. Đầm hoa nó còn á chị Phạm Huyền. Chị lấy cái đó ha. Chị Phạm Huyền có số điện thoại cho chị. Không nhớ nha. Chị Phạm Huyền có rồi nè. Có cái nè. Rồi dồn luôn. Dồn cho chị Phạm Huyền luôn ha. Rồi chị Phạm Huyền hai cái ha. Đẹp mà em không có lụm gì Kali. Giống cái nãy không? Ờ, cái cũng một cái cánh tiên nữa nha. Nhưng mà cái này là dây nha. Cái đầm dây nè. Đầm dây sale cho mấy chị luôn ha. Cái này là nhiêu nè? 119 chị. Đầm dây ha. Rồi ok nha chị Phạm Huyền. Dồn đơn chị hai cái ok nha. Đầm dây này sale cho mấy chị luôn nha. Còn mấy cái? Còn hai cái đầm dây này ha. 99k. Rồi ai lấy cái đầm này thì comment giùm em là 99 nha. 99 mã 99 ở phía trước là gài nút nha. Cổ này hơi, cổ này là cổ sâu nha mấy chị. Cổ này là cổ sâu nha mấy chị. 99.000 ha. Còn màu hồng với màu xanh nè. Lấy thì comment giùm em một là hồng hay là xanh. 99.000. Hôm nay bán đụng cái nào nó giá cái đó luôn. 99k. Bữa nào đặt sâu. Rồi 99.000 đó mấy chị ơi. Còn nữa nhưng mà giờ không like. Em bọc like đây. Đây nè, nó cũng. Cái này khác nha. Cái này là trễ vai ha. Cái hoa vàng này trễ vai. Cái này là thắt eo ở giữa nha. Trễ vai như thế này, bằng cặp bẹt vai như thế này nha. Sale 3 cái này là 99. Sale lỗ đấy coi. 99.000 lỗ sạch ke luôn. Dây xanh. Dây xanh cho chị Thị Hậu Phan nè. Cổ này là cổ sâu á chị Thị Hậu ơi. 99.000 á. Em bán 99.000 á. Là em sao lỗ. Lỗ muốn chết luôn. Rồi cái này là
vàng với ha, bẹt vai vàng nha. 99.000 rồi ha. Có cái bi đỏ này là gì đây, để em coi cái bi đỏ này là gì ha mấy chị. Nó giống này khác. Bi đỏ này là giống cái hoa vàng á. Ôi nó tầng. Bi đỏ này là tầng nha mấy chị. Bi đỏ này có cái nịch nè ha, cái nịch tầng nha, 160k nha. Đấy thì comment giùm em là bi đỏ nha, 160. Bán gì? Tôi nhớ cái đầm này bán 200 mấy. Thôi cho đi, có tình nghĩa. 160 nghe mấy trời. Đầm xanh. Đầm xanh nó chắc chị vừa, nhưng mà cái cổ hơi sâu nha chị. Ai thích cổ sâu mới bận được nha. Rồi nha mấy chế, hôm nay em ọp ở đây đi. Hôm nay mà ở đây quá, con ngày đi làm đuối quá. Giờ không còn tinh thần để like. Em đem cho chị thử, nếu vừa thì chị lấy cho chị Hậu. Cũng vừa thì thôi. Ha. Ôi, cái yếm nó dễ thương nữa, hỏi không? Đó là cái yếm nè. Nó là cái yếm nè, dễ thương, nó chết luôn. Em thấy cái yếm này đẹp mà mấy chị không thấy nó đẹp không? Nó là cái yếm đen, thấy ở ngoài đẹp lắm. Ở ngoài nhìn thấy đẹp lắm. Áo trắng trên xào là áo khoác bơm bơ á, Nguyên Ngọc ơi. Áo khoác bơm bơ em. Áo khoác dù á. Rất là đẹp luôn. Cái yếm này đẹp, ở ngoài đẹp, đẹp hơn mấy chị thấy ở trên live. Đen tầng tầng. Rồi ha, em một like ở đây nha. Hẹn mấy cái bữa nào lấy tiếp nha. Mặc thử đi chị hả? Chủi, mặc thử hoài, mặc không có nổi bằng lùng tảo ơi. Chị có cái đầm đen màu đỏ hoặc đen không? Trăm ergo. À, đầm đen nhiều. Ừ. Màu đỏ nhiều lắm. Ủa cái hỏi bạn thích dạ hỏi hả? Ủa trăm ergo. Áo bombo giá 119 nha, bombo. Bombo 119 nha Nguyên Ngọc, bombo rất là đẹp. Trời ơi, đẹp như thế này. Đẹp như thế này đây này. Xuất sắc. Quá đẹp ha. Đây là ren đen nè mấy chị ơi. Đúng rồi, em like ít lắm nha mấy chị, tại hàng sale nha, em lụm được đồ sale nào thì em like đồ sale đó nha. Em lụm được đồ sale chỗ nào thì em hốt cái cây sale đó về em like cho mấy chị ha. Bởi vì em like rất là ít ha. Khách. Đây, áo bơm bơ chữ nha. Bơm bơ này dễ thương. Xong. Giới thiệu. Hồi nãy mặc rồi Nguyên Ngọc ơi. Đầm 64kg không có nha Mỹ Linh. Em không có đầm 64kg chị ơi. Đầm thiết kế. Đầm 64kg thì em có set Quảng Châu á. Hôm nay em like set Quảng Châu cho. Set Quảng Châu 64kg em có ha. Set Quảng Châu 64kg con. Trời ơi, khoác bận. Cá tính cực kỳ như một cái bận. Cái gì? Cái gì? Ọp mấy chế ơi. Ọp mấy chế ơi. Em like ít nhưng mà tranh thủ mua hàng của em vài bữa có người khác lụm. Em sắp bán shop luôn rồi. Khoác 119 nha Nguyễn Kim Yến. Khoác 119.000 còn khoác trơn này là 99.000. Ai lấy khoác trơn, khoác trơn còn có 4 màu đen, hồng tím, hồng đậm với hồng lợt. 99.000 ha. Lấy khoác trơn thì comment với khoác trơn. Còn khoác hoa thì 119 khoác trơn là 99. Rồi xong. Ọp thôi. Bye bye mấy chị nha, hẹn bữa thứ tư đi, thứ tư gặp lại nha, thứ tư gặp lại. Còn áo đá thì qua tuần em like. Thứ tư gặp lại nha.